Tháng mới em xin chúc toàn thể quý khách hàng thân yêu của em Lê Hương một tháng mới thì thật là nhiều sự may mắn này, làm ăn thì luôn thuận lợi nhé. Em chào anh Đào Ngọc này, chào anh Lê Trung Hiếu này. Là một tháng mới nữa của năm rồi, đi hết gần một nửa năm rồi. Em chào anh Quân Huy nhé. Chúc toàn thể khách hàng nhà mình một tháng mới an lành, vạn sự hanh thông, công việc là luôn luôn là ổn định này, thăng quan tiến chức cho công việc nhé, luôn gặp nhiều may mắn ạ. Em chào anh Huy Nguyễn này, anh Quân Huy, anh Nguyễn này. Rất là nhiều, hôm nay thì em Hương về rất là nhiều những dòng xe ô tô cũ, siêu lút có. Tất cả khách hàng mà đang xem báo giá trực tiếp trên fanpage của em Lê Hương ô tô Hải Dương thì cho em xin một lượt like và một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Bác Hà Tùng nói là đầu tháng phát tài phát lộc này em chân dài. Dạ em cảm ơn anh Hà Tùng nhé. Chúc anh và gia đình thì luôn mạnh khỏe an lành này, công danh sự việc thì luôn thuận lợi cho em nhé. Em chào anh Dương Kết này, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Em chào anh Đình Sơn nhé. Các anh đang vào xem báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương thì hãy chia sẻ cho em đây ạ. Cho em Hương một tháng mới, cho em xin một lượt chia sẻ trên trang cá nhân cũng như trang hội nhóm của mình. Em chào anh Vũ Đức Thanh nhé. Chia sẻ hộ em Lê Hương lên trang cá nhân và trang hội nhóm giúp em ạ. Nay thì em về thêm rất là nhiều xe, đầu tháng mà. Đầu tháng thì em chỉ bán lấy vía lấy may thôi, nên là giá nào em cũng bán luôn. Chào Lê Tuấn Cà nhé. Chào bác Chí Linh Phan, chào bác Văn Khương. Đấy, hôm nay em sẽ đọc đúng tên này. Em chào anh Văn Khương này. Nếu như mà bác Văn Khương mà họ Vũ thì là cùng họ với đằng ngoại nhà em rồi, họ Vũ Văn. Em chào bác Thắng Hữu này. Quay xe đi xem nào. Dạ vâng, em xin phép được quay sang cam sau nhé. Hôm nay em về rất là nhiều xe. Chúc em sức khỏe, bình an, công việc thuận lợi, xinh đẹp nhiều em nhé. Em cảm ơn anh Quân Huy này. Chúc anh thì cũng là công việc là hanh thông, mọi sự như ý nhé. Chào bác Giang Hân này. Dạ em cảm ơn anh Cây rất là nhiều. Em chào anh Sơn này. Cảm ơn anh Phan Chí Linh này. Chúc toàn thể khách hàng nhà mình là lúc nào cũng vạn dặm bình an, thượng lộ bình an, công danh sự việc là hanh thông, luôn luôn được như ý của mình nhé. Chào bác Giang Hân, bác Trần Vũ này. Em xin phép được quay sang cam sau đây ạ. Thời tiết này mới đứng một chút thôi mà rất là nắng nóng luôn. Em cũng đang có ý định là trong tháng mới ngày hôm nay thì em sẽ lên một buổi báo giá livestream vào buổi tối nữa. Có lẽ là tối nay thì em sẽ bắt đầu một buổi báo giá livestream tiếp tục. Chứ cái thời gian mà cứ 11 rưỡi 12 giờ trưa livestream như này thật sự là thời tiết không yêu lỗi luôn. Hôm nay nắng nóng đúng rồi anh ạ, nóng cực kỳ luôn. Em chào anh Thanh Lâm nhé. Bên em Hải Dương thì cũng nắng lắm, Chí Linh nắng, Gia Lộc cũng nắng cực anh ạ. Thành phố Hải Dương cũng nắng luôn. Bây giờ khách hàng nhà mình quan tâm nhiều mẫu xe nào nhỉ? i10 bản đủ hay là Kia Morning? Hay là Hyundai Aventa? Hyundai Aventa đây ạ. Hyundai Aventa. 12 mưa to, 12 giờ là mưa ra lửa luôn anh ơi. Hôm nay thì em về thêm một mẫu xe Hyundai Aventa đời 2011 số sàn, form dáng rất là đẹp luôn. Nhìn nó cũng có một điều gì đó rất là giống với Accent, nhưng mà form dáng rất là cứng cáp đẹp này. Đời 2011 số sàn mà em bán chỉ với 279 triệu. À xin lỗi, đời 2014, chết quên mất. Đời 2014 ạ. Hyundai đây các bác nhé. Hyundai Aventa đời 2014 số sàn, động cơ trang bị là 1.6 này. Em đang bán là 279 triệu. 5 chỗ ngồi gầm cao, dạ em có 5 chỗ ngồi gầm cao. i10 em có nhiều anh nhá. Hôm nay mà anh mà chọn i10 thì em có cho anh mình ít nhất là 10 sự lựa chọn ạ. Đợi em nhá, cùng em Lê Hương đi buổi báo giá ngày hôm nay ạ. Hyundai Aventa đời 2014 số sàn, giá chào bán 279 triệu. Đèn halogen, đèn gầm có giải LED định vị ban ngày. Có X-Ban lướt không? X-Bander thì em đang tạm hết, đang cháy hàng rồi. Dòng xe 7 chỗ ngồi nhìn form dáng đẹp như vậy là về phát là em bán luôn. Ở đây thì em có cho mình một chiếc xe Hyundai i10 bản đủ này. Nếu như mà X-Bander thì phải ít nhất từ 5 đến 7 ngày nữa. Vì em cũng đến nhà dân để hỏi giá rồi, nhưng bác đấy đòi giá cao quá. Xe thì đẹp nhưng giá cao quá. Mua giá cao quá về khách hàng nhà mình lại phải mua với giá cao nên em chưa làm việc được. Để lại số điện thoại cho em ở dưới cái bình luận ngày hôm nay. Thì X-Bander về em sẽ báo cho anh luôn nhé.
i10 bản đủ đời 2014 bản nhập khẩu này. Bản đủ nhưng trang bị động cơ là 1.0, số sàn em đang bán là 225 triệu. Chỉ với 225 triệu mà sở hữu cho em một chiếc xe i10 bản đủ nhập khẩu nhá. Nhập khẩu thì thân vỏ chắc chắn này, bản đủ thì có đầy đủ cho em cảm biến, đề lỗ thông minh, túi khí an toàn và có cả màn hình giải trí này, ghế da cực đẹp luôn. i10 225 triệu. Xin nhan trên gương la răng thể thao rồi, bản đủ thì nó sẽ an toàn hơn, đầy đủ hơn so với bản thiếu. Bản thiếu đi đã sướng rồi nhưng đi bản đủ còn sướng hơn nữa nhé. Ở bên đây thì em lại có cho mình một chiếc xe Hyundai i10. Đây là một chiếc xe i10 bản thiếu nhưng bản 2 đầu, đời 2015. Các bác nhìn này, form dáng cực đẹp cho em. Ốp hết mạ chrome cao cấp này, cả tay lắm cửa này, đèn gầm, đèn hậu, đèn pha đều ốp hết mạ chrome cho em rồi. Đời 2015 mà giá chào bán chỉ có 238 triệu nhập khẩu đây ạ. Nhập khẩu cho em nhé, 238 triệu. Các bác có đi taxi, đi dịch vụ, gia đình đều ok cho em. Form dáng đẹp, máy số còn vẫn là ngon nhé. Cam kết là không đâm xô và không ngập nước. Chào bác Giang Hân này, chào bác Sim Vũ và chào bác Văn Chỉnh này. Bên đây thì em có cho mình một siêu phẩm nhập khẩu số tự động, một chiếc xe CDX số tự động đây ạ. CDX đời 2009, biển 34 bánh đậu xanh. Giá chào bán chỉ có 238 triệu. Động cơ trang bị 1.6 này. Đối với CDX thì sẽ có gì? 4 bánh đều trang bị phanh ABS. Màn hình giải trí OLED to đùng. Đề lỗ thông minh, có tổ hợp phím bấm trên vô lăng luôn. CDX đây ạ, 238 triệu. Và với CDX thì sẽ có cửa lóc đầy đủ cho em. Form dáng cực kỳ thể thao và trẻ nhá các bác nhá. Rất là trẻ luôn. Nếu như thời điểm này khách hàng mà thích CDX thì em có ít nhất là 10 sự lựa chọn. Thì em đang sẵn 10 đầu xe CDX, màu nào em cũng có luôn. 238 triệu, em chào anh Bùi Thái này. Bên cạnh CDX thì em có cho mình một chiếc xe Vios bản E xịn. Đời 2009, giá chào bán chỉ có 208 triệu thôi. Rất là nhiều xe đẹp luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao em có Tucson, em có Eco Sport đầy đủ luôn. Các anh chỉ cần bình luận ở dưới bài viết của em là muốn xem xe nào thì em sẽ lên video đấy cho mình luôn. Em xin phép được nhảy cóc ra bên ngoài. Bên ngoài nhiều xe gầm cao, nhiều bán tải này. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có cho mình Eco Sport này. Cho anh CDX màu trắng ạ. CDX màu trắng thì em có khách cọc rồi. Em còn màu bạc, màu xanh, màu đen. Chủ yếu màu đen là nhiều anh Viên Nguyễn nhá. Em còn màu bạc anh nhá. 5 chỗ ngồi gầm cao. Ôi Hải Dương hôm nay chắc chắn là sẽ có mưa rồi. Các bác nhìn cơn mưa đen xì chưa? Hải Dương chắc chắn hôm nay sẽ có mưa rồi, mát rồi. 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có Ford Eco Sport bản Titanium cao cấp nhất. Chiếc này là đời 2016 và giá em đang chào bán là 435 triệu. Động cơ trang bị 1.5. Số tự động đẹp cho em. Bản Eco Sport thì có một nút mở, một chạm thông minh trên cánh cửa này. Túi khí an toàn quanh xe là 6 túi khí này, đề lỗ thông minh, ghế da thì đẹp căng luôn. Sấy sưởi kính đầy đủ cho em nhé. 435 triệu cho Eco Sport đời 2016 này. CDX đợi em một chút nhé, vì đang cách xa em tầm mấy xe. Anh Viên Nguyễn đợi em một chút này, chia sẻ giúp em Lê Hương lên nào. Và bên đây thì em lại có khách hàng nhà mình một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao nữa. Cũng là Eco Sport nhưng em này là đời 2018. Đối với 2018 thì sẽ là form dáng mới tinh nhá. Form dáng nó sẽ khác so với 2019, 2014 này. Bản này là bản có cảm biến va chạm phía trước cho em này. Cũng là Titanium cao cấp nhưng có bản biến cảm biến va chạm này. Động cơ trang bị 1.5, xe 5 chỗ ngồi gầm cao 2018. Giá chào bán chỉ có 535 triệu. Lên cho em một màn hình giải trí Ford cực to luôn. Sấy sưởi kính đầy đủ cho em này. Xe thì rất là đẹp luôn. Zin đẹp, bao check cho mình luôn. 535 triệu cho chiếc xe Ford Eco Sport. Bản Titanium cao cấp nhất này. Với dòng xe Eco thì bản này có cả cảm biến phía trước, cảm biến phía sau. Và cốp mở ngang có nút mở một chạm thông minh. Cốp mở như thế này cho em nhé. Trên lưng đeo một cái ba lô đằng sau như thế này. Lốp sơ cua của em nó đây ạ. 535 triệu. Nếu như 535 triệu mà các bác chưa ưng Eco Sport thì sang bên đây. Em lại có cho khách hàng nhà mình một chiếc Tucson gầm cao.
Tucson gầm cao 5 chỗ ngồi đây ạ, đời 2010. Giá bằng chiếc Eco kia 535 triệu. Đời 2010 số sàn, à xin lỗi, số tự động 2 cầu máy dầu. Tucson đây ạ. Biển 21 đẹp, đèn bi này, đèn gầm cũng là đèn bi. 535 triệu máy dầu, số tự động 2 cầu. À em này một cầu, một cầu số tự động bản này 2.0 nhập khẩu cho em. Đối với em này thì là bản nhập Hàn thì có cả sấy sưởi ghế, sấy sưởi kính, đề lỗ thông minh, túi khí an toàn quanh xe. Có cả sấy sưởi ghế cho em nhé. Vì đây là nhập Hàn, bên Hàn sẽ lạnh hơn bên Việt nên là sẽ có cả sấy sưởi ghế này. Cổng sạc USB, cổng hạc 12V đầy đủ cho em, đầy đủ các cổng chờ, hỗ trợ đầu DVD nữa. Tucson 2010 máy dầu số tự động, chào bán 535 triệu. Đâu nhở em, để em xem con CDX bạc khu vực nào nhở. CDX bạc đâu rồi? À đây rồi. Anh Viên Nguyễn còn ở đây không nhở? Để em tìm xem CDX bạc ở đâu nhở. Sao đây nhìn nội chị xem CDX bạc ở đâu nhở. Nhiều xe quá, nhiều CDX nữa. Đợi em một chút nhé, em đi sẽ đi lần lượt cho nó dễ nhìn nhá. Anh Viên Nguyễn đợi em một chút ạ. Ở đây thì em có cho khách hàng nhà mình một mẫu xe Vios đây. Một chiếc xe Vios số sàn. Vios số sàn màu vàng cát đẹp cho em. Đời 2011 giá chào bán chỉ có 215 triệu. Ồ, chị thấy rõ, ok, thank you em. Nhiều xe quá em không nhìn rõ CDX đánh ở khu vực nào. 215 triệu cho chiếc xe Vios đây ạ. Còn bên đây thì em có cho nhà mình một chiếc xe Lacetti. Mất tiếng rồi ạ. Các anh ơi nhìn nó em xem còn tiếng không ạ? Hay lại kết nối Bluetooth vào đâu rồi? Có tiếng chưa ạ? Anh ơi xem có tiếng không? Có tiếng chưa các anh? Xem lại hỏi em live stream của em có tiếng chưa? Bình luận hỏi em với. Bình luận hỏi em với ạ, xem có tiếng chưa? CDX bạc chị ơi. CDX bạc đâu? CDX bạc đây nha, em chào anh Hồng Hồng này. Đây, CDX màu bạc đây ạ. Một siêu phẩm CDX màu bạc vừa em đi qua em không để ý này. Biển 34 bánh đậu xanh. Vios là 2011 anh nhá, 2011 giá là 210 triệu. Còn bên đây thì em có cho mình một chiếc xe CDX màu bạc đẹp đời 2009. Bản này cũng là bản nhập khẩu cho em. Bên trong thì có cho em một cái màn hình cỡ vừa. Anh chị ơi, khách không biết. Đây anh ạ. Không có tiếng ạ. Các anh xem em có tiếng chưa? Em nghe vẫn có tiếng mà anh Viên ơi. Em nghe vẫn có tiếng mà anh Viên ơi. Đây nha, CDX 245 triệu, đời 2009 nhập khẩu. Động cơ trang bị là 1.6 này. Vâng, em cũng nghe thấy có tiếng mà anh Viên kiểm tra lại bên anh Viên nhá. Vì em vẫn có tiếng mà. Đời 2009, 245 triệu đây ạ. CDX 1.6 này, đề lỗ thông minh này. Đề lỗ thông minh cho em. Vios bản 2011 đấy là bản Nimo chị nhá. Em không biết là bác Hồ Hồng là nam hay là nữ nên em xin phép gọi bằng chị. Tại vì tên nó cũng bản Nimo anh ạ. 245 triệu đời 2009 đây. CDX cho em ạ. Màu bạc. Na răng thể thao, phanh năm chấu cho em. Xi nhan trên gương ạ. Anh Viên Nguyễn ơi, anh kiểm tra lại máy bên anh nhá. Vì em vẫn thấy nghe thấy tiếng mà. Đây anh ơi, em cũng có một máy nó đang theo dõi đây, vẫn nghe thấy tiếng mà. Anh kiểm tra lại bên anh hộ em nhé. Để lại số điện thoại ở dưới bình luận cho em Lê Hương đi ạ. Kết nối Zalo cho em nhé. 0354602790 đây ạ. Để em sẽ gửi cho anh video và hình ảnh của chiếc CDX đây ạ. Vâng, em cũng nghe có tiếng, chắc là bên của anh Viên rồi. Không phải do bên em rồi. Em cũng nghe thấy có tiếng mà.
Bên đây thì em có cho mình một siêu phẩm La City SE. Không này à? Đời 2010 nhập khẩu. Đời 2010 bản này là bản nhập khẩu cho em. Các bác nhìn ghế ra bên trong này. Một bộ ghế da mà ngang với cả xe thể thao luôn. Màn hình OLED siêu to, giá chào bán 225 triệu, đời 2010. Trang bị động cơ là 1.6 cho em nhé. La City SE 225 triệu. Đời 2010, số sàn đẹp đầy đủ cho em là màn hình này, ghế da rồi. La răng thể thao cực chất cho em luôn. Sáng nay thì em lên cho khách hàng nhà mình một mẫu xe Mazda 3S màu đỏ đầu tháng cực đẹp đây. Mazda 3S màu đỏ đời 2009 này. Giá chào bán cắt cho nhà mình này, đầu tháng cắt lấy lộc này, 285 triệu, bao rút hồ sơ, khách nào thiện chí đến xem xe và mua xe em lại bớt tiếp cho mình, lộc lá cho mình đi về. 285 triệu Mazda 3S. Anh ơi, anh kiểm tra lại hộ em nhé, tại vì ai cũng nói là nghe thấy tiếng mà. Anh Viên ơi, anh Viên để lại số điện thoại cho em. Anh Viên để lại số điện thoại cho em ạ. Để lại số điện thoại giúp em nhé. Để lại số điện thoại giúp em nào. Phát cái lick đi ra cho vào lick của em. Anh không nghe tiếng, xin số điện thoại cho em đấy. Phát cái lick đi ra lick của anh ấy. Để lại số điện thoại giúp em ạ. Em chào anh Vũ Việt Nam này. Ở đây thì em tiếp tục khách hàng nhà mình đây. Một mẫu xe CDX nữa đây. CDX màu đen đời 2010, đăng ký là 2011. Trang bị động cơ 1.6 số tự động, em đang bán là 260 triệu. 260 triệu ạ. Màu đen đẹp ạ, đời 2011, đăng ký này, đăng ký 2011. Màn hình giải trí này, số tự động. Cho anh xem CDX màu bạc đi, anh coi được rồi ra. Vâng anh ơi, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí này. Đây là CDX màu đen nhé, em quay trước cho mình màu đen này. 2010, đăng ký 2011. Động cơ trang bị 1.6 số tự động đây ạ. Các bác thấy không? Nay đầu tháng đẹp ngày được sáng rồi, em thương tiếp không biết bao nhiêu lượt khách đến xem xe trực tiếp này. Xem xe trực tiếp rất là nhiều khách hàng luôn. Innova 7 chỗ ngồi bán tải này. Anh Viên Nguyễn nha, em quay lại với anh Viên Nguyễn một chút nữa này. CDX đời 2009 biển thủ đô đẹp cho à, biển Hải Dương này. Đời 2009 nhá, 245 triệu. Lốp sơn màu bạc, có cửa lóc đầy đủ nhá, cửa lóc này. La răng thể thao đẹp luôn. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cả 4 bánh cho em. Màn hình giải trí này, túi khí an toàn, đề lỗ thông minh. Nay mát trời không em? Anh ơi, anh nhìn thời tiết Hải Dương này, thật sự rất là sợ luôn. Cảm ơn tất cả khách hàng đã quan tâm livestream của em, cũng như là khách hàng tận các tỉnh thành khác lân cận đến Hải Dương xem xe. Các bác nhìn này, thương khách thật sự hơi lắng một chút. CDX bạc đây, anh Viên Nguyễn này, để lại số điện thoại cho em ạ. Để lại số điện thoại cho em. Đời 2009 nhập khẩu đây, 245 triệu, bao rút hồ sơ. Bao rút hồ sơ khách hàng nhà mình luôn. Còn bên đây thì có Kia Morning đời 2016 với lốp sơn màu xanh. Kia Morning đời 2016, trang bị động cơ 1.2 đây ạ. Na răng thể thao đẹp luôn, phanh ABS chống bó cứng này. 215 triệu đời 2016 với lốp sơn màu xanh led cho em. Trong tất cả những cái màu xe thì màu này là mắt mắt nhất cho cái mùa hè rồi. Màn hình giải trí này, ghế da đầy đủ đẹp cho em. Bản này thì chưa có túi khí an toàn nhá. 215 triệu. Bên đây thì có i10 đây ạ. i10 235 triệu số sàn nhập khẩu cho em. Màu trắng đẹp luôn. 235 triệu các bác nhìn số máy này. Tiện khách hàng đang xem em xem quay luôn cả máy số các mình xem nhé. Bản nhập khẩu 1.0 i10 235 triệu. Nắng quá. Ra bên ngoài thì em có cho khách hàng nhà mình một chiếc bán tải này. Một chiếc bán tải đây. Ford Ranger Wildtrak bản này 3.2.
Nhập cho em là nhập Thái nhá, bản 3.2. 4 mắt cảm biến va chạm phía trước, 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Đèn pha là đèn bi salon, đèn gầm cũng là đèn bi, có giải LED định vị ban ngày. Xin nhan trên gương, giá chào bán 845 triệu cho chiếc bán tải máy dầu. Em chào anh Thành Long Nguyễn, chào anh Linh Thắng, anh Lê Trung Kiên. Các anh đang xem buổi báo giá trực tiếp của em Lê Hương ô tô Hải Dương trong một cái ngày đầu tháng như thế này. Thì hoan hỉ cho em xin một lượt like, một lượt chia sẻ trên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Chiếc bán tải này là máy dầu, hai cầu điện, số tự động, bản nhập Thái Lan cho em. 845 triệu đời 2017. Full kịch cho em nhé, đồ chơi bản này là bản full kịch. Cụm đèn pha thiết kế là tự động hạ cụm đèn pha khi gặp chướng ngại vận này. Có cho em là ga tay tự động cruise control, nghe gọi rảnh tay trên vô lăng. Có hỗ trợ cho em là chống trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo, khóa cầu vi sai. Và có cả tắt bật cảm biến cho em nhé. Màn hình giải trí em này thì cũng có rồi này. Đấy, hai cầu điện cho em. Một chiếc bán tải là đầy đủ hết tất cả đồ chơi option cho em rồi. Khóa này, đồ em nó độ lên nhiều đèn đẹp lắm. 845 triệu. Có bên đây cho em là ghế chỉnh điện nhé. Khóa cầu vi sai, tắt bật cảm biến này. Hỗ trợ trơn trượt đổ đèo, ga tay tự động đầy đủ cho em. Phía sau này có hai cổng sạc, một cổng sạc 12V, một cổng sạc là 230V luôn. Em nghĩ chắc là bác cái định nấu cơm ở trên xe sao mà cổng sạc to như vậy luôn. Màu trắng đẹp cho em đây ạ. Em chào bác bị đời thay à hay gì lắm. Em chào bác công nhân năm ấy này. Bên đây thì em có một siêu bẩm mà. Một chiếc xe bán tải, gọi là siêu bán tải này. Sờ bắc tập lái giá chào bán chỉ có 85 triệu thôi. Sờ bắc tập lái màu xanh lá cây 85 triệu cho em có 4 mắt cảm biến va chạm phía sau. Xe này là đăng ký 2 chỗ ngồi, xe mà em đã review mà khi mà ngồi lên xe đấy thì rất là rét luôn. Điều hòa mát lạnh cho em. Điều hòa mát lạnh xe 85 triệu đây ạ. Ghế da thì đẹp căng luôn các bác nhé. Ghế da đẹp căng, màn hình giải trí cỡ vừa. Điều hòa thì rét run, ghế da đây. Xe là đăng ký 2 chỗ ngồi, giá chào bán 85 triệu. Quá là chất chơi luôn. 85 triệu nhưng cũng phải đầy đủ cho em này, la răng thể thao này. Đấy, phanh ABS này. Các bác nhìn cho em cái bộ đèn pha em mới lên này, dù là 85 triệu cũng phải ra dáng 85 triệu này. Lên đèn pha bi halogen cực kỳ sáng này. Đèn gầm đầy đủ cho em luôn, biển 24D nhá. 85 triệu có ô tô đi này. Em chào anh tôi vắng một ngày. Chào anh Hùng Trần, chào anh Quang Thắng này. Các anh ơi, xem buổi báo giá của em thì đừng quên rằng hãy chia sẻ cho em lên trang cá nhân, trang hội nhóm giúp em ạ. Ở bên đây thì khách hàng nào mà quan tâm về mẫu xe Kia Rio thì thời điểm hiện tại em Lê Hương cũng có cho mình 4 sự lựa chọn luôn. Một chiếc xe Kia Rio đây ạ, với nước sơn màu bạc đẹp, form dáng cực chất cho em luôn. Bản nhập khẩu đời 2016, trang bị động cơ 1.4, giá chào bán 395 triệu. 395 triệu cho chiếc xe Kia Rio số tự động. Nhập khẩu cho em nhé, có ga tay tự động này, túi khí an toàn đầy đủ, màn hình giải trí này, sấy sưởi kính lấy gió trong ngoài, số máy thì cực ngon luôn. Chỉ có 395 triệu cho chiếc xe Kia Rio đời 2016 nhập khẩu này. Xin nhan đây các bác nhìn này, xin nhan trên gương, na răng thể thao đẹp. Bên cạnh chiếc xe Kia Rio thì em có khách hàng nhà mình một chiếc xe Vios nữa với nước sơn màu đen. Vios đời 2009, giá chào bán là 185 triệu. 185 triệu, Vios màu đen đẹp, màn hình giải trí này, ghế da rồi. 185 triệu có Vios đi ạ. Biển Vios là biển 37 khách hàng nhá. Em chào bác Trần Tuyền này. Vios là biển 37 này. Kia Rio 395 triệu số tự động này. Bên đây em lại tiếp tục khách hàng nhà mình một chiếc xe Kia Rio với lốp sơn màu xanh đẹp nữa. Kia Rio với lốp sơn màu xanh đẹp mới về đây. Em này mới về, số tự động đẹp màu xanh. Nhưng mà mai thì em sẽ lên video chi tiết này. Biển 30 thủ đô nhá, Kia Rio số tự động này. Hôm qua thì em lên video về một chiếc xe
Vios. Một chiếc xe Vios đẹp cho em. Thì đây, Vios đâu rồi? Đây là xe ô tô cũ nhá. Anh tôi vắng một ngày ơi, em chuyên bán là xe ô tô cũ đã qua sử dụng. Xe cỏ, xe lướt bên nào thì em cũng có nhá. Giá nào thì em cũng có luôn. Bên em là ô tô cũ ạ. Ở đây thì em lại có khách hàng nhà mình một chiếc xe tập lái nữa đây. Bán tải ạ, bán tải thì 845 triệu anh ạ. Spark này thì bán rồi này. Bán tải Forerunner 2 cầu, số tự động, máy dầu, 845 triệu. Bản này là bản 3.2, nhập thái, full kịch cho em. Ga tay tự động, 2 cầu điện, hỗ trợ chân trượt, hỗ trợ đổ đèo, khóa cầu V-size, cũng như là có cả khởi hành ngang dốc cho em. Đầy đủ luôn. Xe thì đẹp gần như là mới này. Đây là một chiếc xe của hậu SEA Games. Đây là xe số máy rất là ngon, giá cũng đẹp luôn nhá. Màn hình giải trí có rồi ạ, đầy đủ chức năng, 845 triệu, đời 2017, máy dầu ạ. Anh đi về ạ? Lắng quá anh ạ. Ở đây thì em lại về thêm cho khách hàng nhà mình một chiếc xe nữa đây. Một chiếc Aeon. Một chiếc xe Hyundai Aeon. Mà bao nhiêu tháng nay em mới về được một chiếc này. Em chào anh Đỗ LT này. Hyundai Aeon 169 triệu, đời 2013. Số sàn này. Nhìn form dáng của Hyundai này giống với i10, hơi lớn lớn nhưng em thấy nó nhỏ gọn hơn i10 này. Hyundai Aeon. Ghế da hai màu. Có túi khí an toàn rồi. Aeon 169 triệu, đời 2013. Trang bị động cơ là 0.8 này. Nếu như bác nào mà muốn tập lái đi em là rất là ok. 169 triệu. Hyundai Aeon nhập khẩu, số sàn màu trắng đẹp, 169 triệu là có xe đi này. Bên cạnh thì em có khách hàng nhà mình một chiếc xe Vios nữa đây. Vios đời 2011, bản này cũng là bản limo nhá, limo lông lên, 210 triệu đồng với nước sơn màu trắng này. Đi xuống đây thì em có cho một khách hàng nhà mình. Anh ơi, vâng đúng rồi đấy anh ạ. Chịu khó giảm cân chiều trưa đây anh này. Mỗi lần livestream xong em cảm giác mình phải bớt đi được 1 cân mồ hôi. Đây là các bác thương em, chia sẻ lên giúp em đi ạ. Sáng nay thì em quay guồng vì khách đến chợ mua xe chốt xe rất là nhiều. Nhưng đến giờ livestream phát là em phải dừng hết hoạt động để đến giờ livestream luôn. La City EX bản máy to chỉ có 150 triệu thôi ạ. 150 triệu bản này là bản máy to cho em nhé. Số sàn 1.6 đời 2009 này. Dù có là 150 triệu thì vẫn phải ra dáng này. Ra dáng chưa ạ? Ghế lỉ nhá. Đầu đài nguyên bản theo xe, màn hình cỡ bé bé thôi. 150 triệu cho em. Em chào anh Đinh Lịch này. Bên đây thì có một chiếc xe 7 chỗ ngồi. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi 228 triệu. Em mang tên là Captiva. Chevrolet Captiva 7 chỗ ngồi, trang bị động cơ 2.4 2007, số tự động. Màn hình giải trí số tự động rồi. 7 chỗ ngồi mà chỉ có 228 triệu thôi. Nước sơn màu bạc cho em. Màu bạc đẹp luôn, form dáng đẹp chưa ạ? La răng to, xi nhan trên gương. 228 triệu này. Em chào bác Hoàng Như này. Bên đây thì có cho mình một chiếc xe Kia Sorento. Sorento 7 chỗ ngồi, số tự động, đời 2009, giá cũng là 380 triệu. Đèn bi salon, đèn gầm có, đặc trưng của Kia đây ạ. 7 chỗ ngồi gầm cao đây. Nếu như với cái mức tiền này mà mua Innova thì Innova nó sẽ không đẹp bằng chiếc xe này của em đâu. Nhưng mà đây các bác nhìn này, 380 triệu. Đầy đủ cho em, đề lỗ thông minh, ghế da xịn sò. Nhưng mà vì chốt cửa nên em không mở được. Chìa khóa để trong nhà rồi. 380 triệu 7 chỗ ngồi. Spark tập lái cũng là Spark van màu bạc là 85 triệu. Vậy là em có hai chiếc này. Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao, đời 2018, biển 14 nhá. 353 triệu. Còn bên đây thì em có khách hàng nhà mình một chiếc xe Kia Morning. Bản này là bản Sport cho em này, biển thủ đô 29 này. 145 triệu, đời 2011 nhưng mà đăng ký 2012. Số sàn ạ. Con này là 1.0 cho em nhé, cực kỳ rẻ luôn.
Các bác nhìn này, ghế da này, màn hình giải trí đầy đủ cho em. Ghế da mới lên bộ ghế da xịn sò chưa ạ? Mới đi bảo hành bảo dưỡng về cho em nó tân trang lên một chút. 145 triệu. Kia Morning đẹp đây ạ, 145 triệu bản Sport biển Thủ đô Hà Nội này. Dàn lốp còn rất là mới nhá, la răng đẹp. Hai bánh trước là phanh ABS ạ. Cam lùi đầy đủ cho em. Biển này là biển Thủ đô Hà Nội này, cam lùi đầy đủ cho em. 145 triệu cho chiếc xe Kia Morning bản Sport. Xe đẹp như thế này không mua thì mua xe gì đúng không ạ? Đẹp như thế này không mua thì mua xe gì? Ghế da đẹp zin luôn cho em nhé, mới đét luôn. 145 triệu đời 2011, đăng ký 2012. Quá là rẻ luôn. Em chào bác Hoàng Như, bác Thọ Quang, bác Thơ Quang thì phải, bác Hồng Hồng Hòa nhé. Bên đây thì em có một chiếc xe VinFast Farin, phù hợp hơn khi là khách hàng là lữ, là lóc nhà nhà mình này. Biển 17 cho em màu trắng đẹp. VinFast Farin đời 2019 ạ. Đẹp mới tinh luôn. Bản này là bản full đồ cho em rồi. Lên cho em la răng thể thao sơn đẹp chưa ạ? Đèn bi salon, à đèn halogen này, có đèn gầm nhá. Bản này sẽ hợp hơn với lữ, với bác nào mà thích đi số tự động. Đời 2019 này. Ốp hết tay nắm cửa này. Mạ chrome đẹp quanh xe rồi. Giá chào bán là 345 triệu đời 2019 số tự động. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí, điều hòa mát. Đây là xe của lữ đi. Có hỗ trợ trơn trượt cho em. Nên là những bác nào mà lữ mà thi bằng B1 mà được ông xã tặng cho chiếc xe này thì đúng là yêu luôn. Đã yêu rồi mới lấy, nhưng mà giờ lấy rồi vẫn yêu. VinFast Farin 2019 345 triệu. Em chào bác Diệu Nguyễn này. Chào bác Triệu Văn Dũng này. Chào bác Trình Bùi nhá. 2019 ạ. 345 triệu. Số tự động đẹp cho em. Và bên đây thì em có cho mình một chiếc xe i10 bản đủ nữa, với nước sơn màu đỏ đẹp. Gương kính thì tự động, cụp chỉnh tự động cho em khi đóng cửa này. Đèn là đèn bi salon này. Đèn gầm có, biển 37 nhá. Bác nào ở đây 37 này. i10 245 triệu bản đủ này. Bản đủ có gì? Xi nhan trên gương. Xi nhan trên gương. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Đây, các bác thấy không? Khách đến xem xe chạy thử Innova rồi. Nếu như bác nào mà chưa chốt Innova là hơi bị tiếc luôn. Đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em rồi. Em khóa cửa rồi. Giá chỉ có 245 triệu cho chiếc xe i10 bản đủ cho em. Biển 37, cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí, đề lỗ thông minh, đầy đủ cho em. Hơn 200 triệu là có xe đi này. 245 triệu i10 bản đủ màu đỏ đẹp cho em nhé. Bên đây thì em có một chiếc bán tải đời 2013, biển Thủ đô. Giá chỉ có 415 triệu thôi ạ. 415 triệu cho chiếc bán tải Ford Ranger, rất là nhiều bán tải luôn. VinFast Farin là 345 triệu ạ. Nhiều xe lắm luôn. Ở đây em sẽ quay khách hàng nhà mình. Tiện thể quay i10 bản đủ thì em có nữa này. i10 bản đủ nhưng mà số tự động cho em. Biển 34. Một chiếc xe i10 bản đủ đời 2014, đầy đủ đồ chơi cho em. Cam hành trình, cam lùi, màn hình giải trí. Nút mở một trạm thông minh trên cánh cửa. Với những chiếc bản đủ này thì nó hay tự chốt cửa khi cầm chìa khóa ra, nên là em không mở bên trong thất được. Nội thất thì em sẽ quay video riêng rồi. La răng thể thao, màn hình giải trí này, đề lỗ thông minh. i10 295 triệu đời 2014 AT nhé, số tự động, nhập Ấn Độ cho em. Bên đây thì có một chiếc Mazda Fremacy, số tự động đời 2002, giá chào bán là 172 triệu. Chào anh Bùi Tấn này, anh Hòa Thành HT, chào anh Hưng Ưng Hoàng, Ư Hoàng à. Chào anh Nguyễn Anh Kiệt này. Giá nào cũng bán, chưa rồi cắt lỗ rồi. 172 triệu số tự động 7 chỗ ngồi đã rẻ rồi, lại còn bảo giá nào cũng bán. Thích giá bao nhiêu comment, để lại bình luận cho em thì giá nào em bán này. 172 triệu 7 chỗ ngồi số tự động đây. Innova đây ạ. Innova biển Thủ đô, số sàn anh Bùi Tấn ơi. Không nhanh là mất Innova rồi. Khách chạy thử xe rồi.
bốc nhanh là mất xe rồi. Ở đây thì em có Kia, Kia Rio đời 2015. Bản này cũng là bản nhập khẩu cho em, bản nhập hàn nguyên chiếc này. Kia Rio các bác nhìn bên em này, nội thất bên trong cực đẹp, màn hình giải trí, ga tay tự động có luôn. 325 triệu, nhập hàn, số sàn 1.4 cho chiếc xe Kia Rio màu trắng đẹp đây. Form dáng rất là sang luôn, form dáng phải gọi là cực sang luôn cho em này. Phanh ABS đầy đủ cho em nhé, đầy đủ cho em rồi. Phía sau thì lại có cho khách hàng nhà mình một chiếc xe nữa là gì, Kia Morning, cũng là bản Sport này. Bản này là 1.1, giá là 150 triệu. Lên ghế da đẹp chưa ạ? Túi khí đầy đủ cho em nhé. 150 triệu cho chiếc xe Kia Morning Sport. Vậy là em có 2 chiếc. Ở đây thì có một chiếc Hyundai Sonata 288 triệu đời 2009 nhập khẩu số tự động này. Bên đây thì có một chiếc Avel nữa đây, Chevrolet Avel đời 2017 1.4, giá chào bán là 245 triệu. 245 triệu cho chiếc Chevrolet Avel. Xe thì rất là đẹp luôn. Thế là anh mất em rồi. Phải nhanh anh ơi, xe đẹp chắc thế phải nhanh, xe tư nhân mà. Avel 245 triệu anh Bùi Tuấn ạ. Yêu phát là cưới luôn. Từ sáng đến giờ thì em vẫn đang đợi một cái bác khách mà nói là đến sẽ để chốt xe trước Nissan Navara. Mà từ sáng đến giờ em đợi pha trà cà phê, pha trà sữa, đợi mãi chưa đi đến. Nissan Navara biển thủ đô, gương kính cụp chỉnh auto cho em. Máy dầu, một cầu số tự động, bản này 2.2. Nissan Navara 550 triệu. Xe này quá là chất luôn. Nước sơn màu xanh đẹp Nissan Navara đời 2018 550 triệu. Nước sơn xanh đẹp này. Còn nếu như khách hàng nhà mình mà thích xe 5 chỗ ngồi gầm cao thì em có Eco Sport, giá chỉ có 385 triệu thôi. Nếu như chiếc xe kia là hơn 500 và hơn 400 thì em này chỉ có hơn 300 thôi. 385 triệu đời 2015. Nhập bản này là bản số tự động nhé, bản lắp ráp trong nước này. Eco Sport màu đỏ, 5 chỗ ngồi gầm cao, đèn halogen, xin nhan trên gương, 385 triệu. Nút mở một chạm thông minh trên cánh cửa cho em. Bản này cũng là bản 6 túi khí nhá. Cam hành trình đè lổ thông minh đầy đủ cho em. Ghế da thì đẹp căng luôn. 385 triệu có Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao đi, cực kỳ sang và đẹp. Nước sơn màu đỏ này thì nam nữ vợ chồng đi chung xe đều ok cho em này. Còn không thì nếu như mà các bác thích sự nhỏ gọn mà số tự động thì em có ở đây là 235 triệu cho chiếc xe Kia Morning. Kia Morning đây ạ, 235 triệu đời 2010. Số tự động bản nhập khẩu 1.0, Morning màu vàng zin đẹp, 235 triệu. 230 là có số xe tự động đi rồi, ghế da thì đẹp căng. Có cả sấy sợi ghế cho em nhé, với dòng bản nhập hàn sẽ có sấy sợi ghế này. Em chào bác Nguyễn Phương Đức, chào bác Thành Văn. Các bác nào quan tâm xe nào thì cứ để lại bình luận phía dưới cho em. Đôi khi là nó bị ẩn cái bình luận em không đọc được, nên là các bác cứ bình luận cho em nhé. Ở đây bán tải này, bán tải Ford Ranger là 440 triệu đời 2014 đây. Đèn bi salon này, đèn gầm cũng là đèn bi luôn. Cam 360 2014 nhập Thái, số sàn 2.2, 440 triệu. Màn hình giải trí đè lổ thông minh đầy đủ cho em. Còn nếu như thích đi Mazda form dáng đẹp sang thì em có Mazda 3S, một chủ tư nhân, máy số zin, số tự động đời 2013 nhé. 1.6 đây ạ, giá chào bán là 385 triệu, cắt lỗ con này này. 385 triệu, đèn là đèn bi salon, có giải led định vị ban ngày, đèn gầm đầy đủ cho em, 385 triệu. Chevrolet Cruze thì em có số sàn đời 2011, 240 triệu đời 2011, số sàn nước sơn màu đen, biển 10 năm Hải Phòng này. Còn nếu như mà hơn 100 triệu đi xe nhập khẩu thì các bác có thể lựa chọn cho em là xe Ghét này. Xe Ghét nhập khẩu đời 2009 nhập khẩu này, 1.1 5 chỗ ngồi. Anh đang yêu cuối năm à cưới nhé. Đang yêu cuối năm mà là như nào? Anh Thành Văn em chưa hiểu ạ. À đang yêu cuối năm à cưới em. Cưới em nhé nào. Anh thích cưới em nào thì để lại bình luận ở dưới cho em nhé.
Get 158 triệu nhập khẩu 2009 nhá. Gương kính cụp chỉnh cho em này. Ghế da cũng rất là đẹp luôn. Nhập khẩu thì bao giờ thân vỏ nó cũng chắc chắn này. Hyundai Get nhập khẩu 158 triệu. Nhiều khu vực tỉnh thành vẫn chạy taxi ở mầm vì em nó này. Cực kỳ đẹp luôn. Các bác nhìn thấy không ạ? Các bác nhìn thấy trong gương có các em nào mặt phừng phừng không? Sức đầu luôn. Ở đây thì em lại có khách hàng nhà mình một chiếc xe nữa đây. Một chiếc xe Hyundai i10 số tự động. Có hơi tối và tút đúng không nhỉ? i10 số tự động. Màn hình giải trí Bilotic này, đề lỗ thông minh đầy đủ nhá. 328 triệu cho chiếc xe i10 số tự động đây. Ốp mạ chrome tay nắm cửa này. Accent à. Accent để em hết rồi, anh Lộc Văn Khánh mà bán là 328 triệu. Nếu như mà Accent thì có thể đi i10 hoặc là đi xe Vios đời 2016 số sàn anh nhá. Bạn rồi chết rồi, vào đây để mất mạng cái này. Ở đây thì em có 5 chỗ ngồi gầm cao nữa, một chiếc CRV này. Matiz thấp nhất này em có 66 triệu ạ. Anh Hoàng Dư ơi, Matiz là 66 triệu. CRV 5 chỗ ngồi gầm cao 408 triệu, thương hiệu Đình Đám đây, số tự động đời 2009 này. Ở bên đây thì em có một chiếc xe mà nó hội tụ tất cả những công nghệ vào đây. Một chiếc Zoti T600 đời 2016, bản này là nhập chung cho em. Nhập chung ạ. Đầy đủ đồ chơi cho em luôn, giá chỉ có 320 triệu, cửa trời toàn cảnh. Xi nhan trên gương. Phanh tay điện tử cho em nhé. Đầy đủ đồ chơi option 320 triệu cho chiếc Zoti T600 biển 34 đẹp này. Orlando thì vừa về phát, sáng về tối bán luôn. Tiếc quá, khách hàng nào muộn là tiếc quá rồi. Ở bên đây thì có cả Captiva nhé. Captiva thì em có Captiva số sàn 2007 này, 215 triệu. Santa Fe thì em có bản đặc biệt này, Santa Fe máy dầu, hai cầu số tự động đời 2009, giá chào bán là 468 triệu. Captiva 7 chỗ ngồi là 215 triệu ạ. Santa Fe là 468 triệu. Chào anh Văn Thông này, nắng quá. Còn rất là nhiều xe luôn. Bên đây thì em có một chiếc xe i10 nhưng mà bản này là bản sedan hai đầu màu trắng này. Biển 34131. 2015 nhập khẩu nhá. Số sàn 1.2 em đang bán là 238 triệu. Hiện tại thì em đang có hai chiếc như thế, đều là 238 triệu đời 2015 nhập khẩu này. Màu trắng đẹp nên là bác nào mà có đi dịch vụ hoa cưới hỏi, taxi hay đi gia đình đã đưa vào, dịch vụ vẫn rất ok cho em. Màn hình OLED siêu to. 238 triệu, chắc lịch luôn. Bên đây thì em có một em bán tải, siêu bán tải mini thôi. Đăng ký 2 chỗ ngồi số tự động. Kia Morning Van đời 2013 nhập khẩu số tự động. Trang bị động cơ là 1.0 nhé, 240 triệu. Các bác mua cho vợ chiếc xe này đi rất là ok cho em này. Đầm xe, tiết kiệm nhiên liệu, 240 triệu ạ. Spark Van thì em có rồi, như đây có một chiếc Spark đăng ký 5 chỗ ngồi đây. Giá chào bán là 93 triệu nhé. Liêm yết là 93 triệu, ngày hôm nay em cắt luôn em màu đỏ này. Đầu tháng cắt luôn em màu đỏ này, còn 85 triệu thôi. Đời 2009 này. Bên đây thì có một chiếc CDX đời 2009, biển là 20A. Biển 20A, giá chào bán là 338 triệu. CDX cửa lóc, đề lỗ thông minh, trang bị động cơ 1.6 này, đề lỗ thông minh, màn hình giải trí đầy đủ cho em luôn. CDX 238 triệu, la răng thể thao, phanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em này. Em chào anh Tạ Duy này, chào anh Lê Đình Chính này, chia sẻ cho em lên trang cá nhân và hội nhóm ạ. Lăng em like tối thật đi, không ngất lấy mất. Dạ em cảm ơn anh nhé. Nếu mà em có thành công thì phải nhờ các anh chia sẻ giúp em rồi. Lắng lóng như thế này, người ra tiếp nước luôn tục anh ạ. Luôn tục uống nước. Mệt quá. i10 bản đủ 2014 số sàn nhập khẩu đời 2014 em có đây.
225 triệu có chiếc xe Hyundai i10 nhập khẩu đỏ, nhập khẩu bản đồ này, biển 37 này, LED số tự động đời 2018, 2008, 188 triệu. CDX đây nữa này, màu xám đẹp, biển 28, em có CDX này, rất là nhiều CDX luôn, 248 triệu nhập khẩu này. i10 bản sedan 2 đầu 2015 giá chỉ có là bao nhiêu? 238 triệu, cũng là bản này này, bản sedan 2 đầu đẹp nhá. Santa Fe em có máy dầu, Santa Fe em có cả Santa Fe bản Gold nữa. Hyundai Avante đây ạ, 279 triệu số sàn, biển 34 bánh đậu xanh. Có lẽ là em sẽ dừng buổi báo giá ở đây vì khách hàng xem ít quá. Cứ lẹt đẹt mười mấy khách hàng như này em không có động lực like luôn. Em chào bác Mạnh Trần này. Chia sẻ giúp em Lê Hương lên trang cá nhân và hội nhóm giúp em. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Vài chục triệu cũng có xe ô tô đi này. Vài trăm triệu cũng có này, gần 1 tỷ em cũng có luôn. Bán tải nhiều, Kia Morning nhiều. Vừa rồi thì em Lê Hương đã báo giá rất là nhiều những dòng xe ô tô. Rất là nhiều dòng xe đã được chào bán bên em Lê Hương ô tô Hải Dương. Những khách hàng nào mà thật sự quan tâm thì để lại bình luận phía dưới cho em ạ. Nóng quá. Em chào anh An Bùi này. Chào anh Nguyễn Đức Thắng này. Vừa rồi thì em đã báo rất là nhiều xe ô tô đang được chào bán bên em. Những bác nào thật sự quan tâm mẫu xe nào, để lại số điện thoại phía dưới cho em nhé. Để lại số bình luận ở phía dưới cho em. Số điện thoại thì em sẽ kết nối Zalo, gửi hình ảnh và video chi tiết nhất cho khách hàng nhà mình nếu như khách hàng quan tâm nào về mẫu xe nào ạ. Anh Thành Nam ơi, Kia Morning thì màu đỏ nhé. Chủ yếu là Hyundai i10, tầm giờ em nhập nhiều Hyundai i10. Morning thì em có màu vàng số tự động ạ. Anh ơi, xe ế rất là nhiều. Đến người còn ế nữa là xe. Để lại số điện thoại cho em ạ. Em nóng quá. Morning thì em có màu vàng số sàn số tự động, màu bạc nữa. Kia Morning bản Sport chỉ có 145 triệu, 150 triệu là có xe ô tô đi rồi. Nếu như tập lái mà đi xe Sport quá là ok luôn. Tay lái cứng phát mà mình bán xe, em lại nhập lại cho mình, lại lên đời xe khác đi. Em chào bác Hưng Trà nhá. Innova thì em có vừa số sàn, vừa số tự động. Rất là nhiều xe luôn. Nóng quá ạ. Em xin phép là có lẽ là tối nay thời tiết nó mát hơn, nếu như mà live stream được thì em sẽ làm một buổi báo giá live stream vào lúc 7 giờ tối, 6 rưỡi tối đến 7 rưỡi tối, hoặc là từ 7 rưỡi đến 8 rưỡi tối. Thì khách hàng có thể dành vào thời gian nào để có thể cho em xin một chút ý kiến được không ạ? Là em lên live stream tối hay chưa? Chứ với cái thời tiết trưa như thế này, nói nó không được nhiệt huyết mà lắng quá. Lắng lắm luôn, lắng há mồm ra luôn. Cảm ơn toàn thể khách hàng đã cùng em Lê Hương đi hết buổi báo giá live stream ngày hôm nay. Những bác nào quan tâm mẫu xe nào thì để lại bình luận phía dưới cho em nhé. Còn bây giờ có lẽ là em xin phép được dừng buổi báo giá trực tiếp ở đây. Những khách hàng nào đang quan tâm mẫu xe nào thì cứ trực tiếp điện thẳng cho em vào số điện thoại em ghi phía dưới rồi. Em chào bác Hiền Thủy này. Xe các mẫu xe nào em cũng có này. Đầu tháng thì em chỉ bán lấy vía lấy may thôi, nên là giá nào em cũng bán luôn, để cho khách hàng nhà mình một cái giá đẹp luôn. Còn bây giờ thì em xin chào và gặp lại tất cả khách hàng thân yêu vào những buổi báo giá tiếp theo. Tối nay, nhất định là tối nay thì em sẽ lên một buổi báo giá trực tiếp vào buổi tối ngày hôm nay. Vào khung giờ chắc tầm từ 6 rưỡi đến 7 rưỡi em sẽ live stream. Lúc đấy cho nó mát, khách hàng cũng được nghỉ ngơi mà em live cũng đỡ vất vả nhé. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng vào những video tiếp theo ạ.